Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Sau mấy ngày cày thành tích thì cuối cùng mình cũng lên level 20 rồi mọi người. Giờ mình vô lụm kim cương lên level 20 nè. Quà tặng khi lên level 20 là một bóng bay hình trái tim màu đỏ và 20 kim cương đó chắc các bạn biết rồi ha. Mình lên level 20 là không lết nổi lên level 21 rồi nên mình sẽ không cày thành tích nữa. Để mình lấy cái bóng bay cho các bạn xem nè. Hồi xưa ai cày lên level 20 mà có bóng bay này cầm là chứng tỏ cày game ghê lắm đấy mọi người. Cuối cùng sau bao nhiêu tháng chơi game mình đã lên level 20. Vui ghê. Có cái bóng bay này cầm nhìn xịn sò ghê ha mọi người. Sau lần cập nhật vừa rồi thì game đã reset bảng xếp hạng tiệc trò chơi nên là mình đang từ top 25 đã lên top 16 rồi nè. Nhìn top 16 mà lên đến top 9 tưởng rất gần nhưng thật ra rất xa đó mọi người. Phải cày gần 3.000 điểm nữa thì mới lên top bảng xếp hạng nên cũng còn khá lâu. Mình sẽ cố gắng vậy. Hiện tại mình đang 4.299 điểm, còn một game nữa là lên 4.300 điểm rồi. Giờ mình vô chơi luôn nha mọi người. My heart rages around like an ocean in the
We'll be right back.